Hey, bạn có phải là người yêu sách và luôn săn lùng những cuốn sách tuyệt vời để khám phá hay là không? Vậy thì chắc chắn là các bạn không thể bỏ qua Goodreads được rồi. Đây là cộng đồng đam mê sách lớn nhất thế giới. Dưới đây là một vài cuốn sách được đánh giá cao nhất ở trên Goodreads và chắc chắn là nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đầu tiên là Giết con chim nhạn của Harper Lee, tác phẩm kinh điển từng đoạt giải Pulitzer khám phá sự bất công và nạn phân biệt chủng tộc ở miền Nam nước Mỹ. Tiếp theo, chúng ta có Đấu trường sinh tử của Susan A. Collins, một cuộc phiêu lưu đen tối thu hút độc giả ở mọi lứa tuổi và được chuyển thể thành một trong những bộ phim ăn khách nhất của Hollywood. Nếu bạn là người yêu thích thể loại giả tưởng, chắc chắn là các bạn sẽ không thể bỏ qua được bộ truyện Harry Potter của J.K. Rowling, một cuộc phiêu lưu hấp dẫn và kỳ diệu đã chiếm được cảm tình của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới. Còn đối với những ai yêu thích tiểu thuyết lịch sử, Kẻ trộm sách của Marcus Jussac là một cuốn sách phải đọc, lấy bối cảnh ở Đức Quốc xã và được kể bởi chính thần chết. Đây chỉ là một vài trong số những cuốn sách được đánh giá cao nhất ở trên Goodreads. Bạn còn chần chờ gì nữa? Bắt đầu thêm vào danh sách To Be Read của bạn ngay bây giờ và chúc các bạn đọc vui vẻ.